Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thường trực Hội đồng Tư vấn Đặc xá và một số cơ quan liên quan kiểm tra việc tổ chức thực hiện đặc xá năm 2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tư pháp Lào Phai Vi Sỉ Bua Lị Pha sang thăm làm việc tại Việt Nam. Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk và Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam. Trao học bổng nâng bước em đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ và xã Trường Sơn, huyện Mộc Châu. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều qua, 22 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với Thường trực Hội đồng Tư vấn Đặc xá và một số cơ quan liên quan kiểm tra việc tổ chức thực hiện đặc xá theo quyết định số 766 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022. Chủ tịch nước yêu cầu cấp ủy, chính quyền và cộng đồng các địa phương tạo mọi điều kiện để người được đặc xá tha tù trước thời hạn sớm hòa nhập cộng đồng, làm ăn sinh sống, trở thành công dân tốt tại địa phương. Tại buổi làm việc sau khi nghe Hội đồng Tư vấn Đặc xá Bộ Công an và một số cơ quan liên quan báo cáo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa khẳng định đặc xá là chính sách nhân đạo có ý nghĩa lớn về chính trị, xã hội, thể hiện sự khoan hồng đặc biệt của Đảng, Nhà nước. Chủ tịch nước đánh giá các thành viên Hội đồng Tư vấn Đặc xá, nhất là Bộ Công an, các trại giam triển khai nhiệm vụ nghiêm túc, đúng pháp luật, đúng tiến độ, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng pháp luật. Cùng với việc kiểm tra đôn đốc, công tác tuyên truyền được thực hiện tốt để nhân dân và quốc tế hiểu được chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta. Chỉ còn ít ngày nữa đến thời điểm Chủ tịch nước quyết định đặc xá. Chủ tịch nước yêu cầu Hội đồng Tư vấn Đặc xá, nhất là Bộ Công an, tiếp tục rà soát kiểm tra công tác đặc xá, nhất là tại các trại giam, không để sót trường hợp đủ điều kiện nhưng không được đặc xá, nhưng cũng không để lọt các trường hợp không đủ điều kiện vào danh sách được xét đặc xá. Chủ tịch nước cũng yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trực tiếp thực hiện, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn Viện Kiểm sát Nhân dân các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá, thực hiện quyết định đặc xá, kịp thời phát hiện sai sót và đề nghị xử lý. Đối với Chính phủ, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Công an sớm có phương án hỗ trợ người được đặc xá trở về địa phương đúng thời gian quy định, chỉ đạo các cơ sở có người được xét đặc xá tuyên truyền giáo dục để khi người bị phạt tù được đặc xá có sự tin tưởng và trở về địa phương, thực hiện tốt các quy định pháp luật, tiếp tục học tập lao động để hòa nhập cộng đồng, đồng thời tuyên truyền để các phạm nhân chưa được đặc xá tiếp tục cải tạo rèn luyện tốt để được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước. Đối với Bộ Ngoại giao, Chủ tịch nước yêu cầu Bộ thông báo cho các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước có công dân được đặc xá, đón người được đặc xá, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng của Việt Nam, hoàn thiện thủ tục để đưa người nước ngoài được đặc xá trở về nước. Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước chỉ đạo sau khi Hội đồng Tư vấn Đặc xá trình hồ sơ đề nghị đặc xá, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp rà soát hồ sơ một lần nữa trước khi trình Chủ tịch nước, để tránh xảy ra sai sót. Cùng với đó là tổ chức họp báo công bố quyết định của Chủ tịch nước để đúng ngày 1 tháng 9 có thể triển khai quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Cũng trong chiều ngày 22 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tư pháp Lào Phai Vi Sỉ Bua Lị Pha dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam và Lào, tin tưởng Bộ Tư pháp hai nước sẽ tổ chức thành công lễ kỷ niệm 40 năm quan hệ hợp tác pháp luật tư pháp và hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào mở rộng lần thứ 5, đóng góp vào thành công của năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào-Lào-Việt Nam 2022. Thủ tướng đánh giá cao kết quả hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Lào trong 40 năm qua, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng công tác hoàn thiện thể chế là một trong ba khâu đột phá chiến lược theo đúng tinh thần văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 12-13. Trong thời gian tới, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới được dự báo tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ, Thủ tướng đề nghị hai nước đoàn kết thống nhất hơn nữa để vượt qua khó khăn thách thức, tích cực phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại. Thủ tướng khẳng định ủng hộ quan hệ hợp tác giữa hai bộ tư pháp. Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Lào trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp. Đề nghị hai bộ trưởng nghiên cứu cách thức triển khai cụ thể phù hợp hiệu quả hơn nữa, Thủ tướng cũng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, tích cực giải quyết những vấn đề chung liên quan tới quốc tịch của người dân sống gần biên giới chung của hai nước, tiếp tục ủng hộ nhau trên các diễn đàn pháp luật đa phương và khu vực. Bộ trưởng Phai Vi Sỉ Bua Lị Pha cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Lào sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả từ trước đến nay, trong đó có lĩnh vực pháp luật và tư pháp, thông báo những kết quả trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, cho biết sẽ tích cực triển khai các chỉ đạo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước về hợp tác pháp luật và tư pháp, góp phần thúc đẩy quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp.
Sáng nay, ngày 23 tháng 8, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk và Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam. Dự làm việc có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành và huyện Mộc Châu. Tại cuộc làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam và Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam đã báo cáo tiến độ, tình hình triển khai các dự án Thiên đường sữa, nhà máy sữa của Vinamilk và một số đề xuất tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng trong triển khai các dự án tại Sơn La. Báo cáo đề xuất đầu tư dự án nhà máy chè tại Mộc Châu và dự án bò thịt tại Sơn La. Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã cho ý kiến với các đề xuất kiến nghị của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam và Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam. Theo đó, với tinh thần hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất như đã cam kết tại biên bản ghi nhớ, tỉnh Sơn La đã ưu tiên tạo mọi điều kiện để các công ty của Vinamilk nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện các hoạt động khảo sát, đề xuất đầu tư tại tỉnh. Tỉnh Sơn La cũng đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực phối hợp của công ty Vinamilk trong triển khai thực hiện các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn. Đặc biệt, công ty đã phối hợp với tỉnh để tổ chức thành công đón Thủ tướng Chính phủ dự lễ khởi công dự án Thiên đường sữa Mộc Châu trong chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam và Festival Trái cây và Sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại Sơn La. Tại cuộc làm việc, tỉnh Sơn La và Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam và Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam đã tập trung trao đổi, thống nhất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án tổ hợp trang trại sinh thái bò sữa công nghệ cao, gọi tắt là Thiên đường sữa Mộc Châu, cho ý kiến về tiến độ thực hiện dự án nhà máy chế biến sữa công nghệ cao, dự án khu du lịch sinh thái bảo tồn chè Mộc Châu và đề xuất dự án đầu tư nuôi bò thịt của Công ty Chăn nuôi Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành giao thông vận tải 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2022, chiều ngày 22 tháng 8, Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức khai mạc giải tennis chào mừng ngày thành lập ngành. Tham dự buổi lễ và thi đấu có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Tham dự giải tennis có 13 cặp đấu với 26 vận động viên, các cặp sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Giải thể thao là dịp để cán bộ, người lao động trong ngành giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện sức khỏe, làm việc hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa ngành giao thông vận tải với các sở ban ngành liên quan trong việc thực hiện những nhiệm vụ được giao. Giải đấu sẽ diễn ra từ nay cho đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2022. Ngày 22 tháng 8, đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản đã đến thăm và trao học bổng nâng bước em đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ và xã Trường Sơn, huyện Mộc Châu. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Theo đó, Tạp chí Cộng sản đã trao tặng 3 suất học bổng nâng bước em đến trường cho 3 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ và 10 suất quà cho 10 gia đình, người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Trường Sơn, huyện Mộc Châu, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Tạp chí Cộng sản đến hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, lãnh đạo huyện Vân Hồ mong muốn thời gian tới, Tạp chí Cộng sản sẽ tiếp tục dành nhiều chương trình ý nghĩa hướng về cơ sở, đặc biệt tại địa phương còn nhiều khó khăn như Vân Hồ, để chung tay cùng cấp ủy, chính quyền huyện, làm tốt công tác khuyến học khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa. Cũng tại chương trình, đại diện Tạp chí Cộng sản và đồn biên phòng Trường Sơn đã thông tin nhanh kết quả hoạt động của hai đơn vị thời gian qua, đặc biệt là trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng, đường biên mốc giới, công tác dân vận ở cơ sở, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin trong thời gian tới. Cũng trong chuyến công tác tại huyện Vân Hồ, đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản đã đi thăm mô hình xóa nhà tạm cho hộ nghèo tại xã Tô Múa thuộc đề án hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại huyện Vân Hồ do Bộ Công an phối hợp với hai tỉnh Sơn La, Hưng Yên triển khai năm 2020. Ngày 22 tháng 8, đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã chủ trì kỳ họp chuyên đề lần thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 20. Kỳ họp đã xem xét cho ý kiến đối với tờ trình và dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về giải quyết các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thành phố, điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công thành phố năm 2022 đợt 3, chủ trương đầu tư một số công trình nông thôn mới năm 2022, phân bổ điều chỉnh kinh phí cho các cơ quan đơn vị năm 2022. Kết luận kỳ họp, đồng chí Hà Trung Chiến đề nghị các phòng ban chuyên môn của thành phố tăng cường công tác quản lý, phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy trình triển khai thực hiện các dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng, đặc biệt là dự án đền thờ vua Lê Thái Tông.
đường Bản Chậu Cọ, khu dân cư phường Quyết Thắng gắn liền với tái định cư các hộ đường Điện Biên. Thường trực Hội đồng Nhân dân và các phòng ban chuyên môn tiếp tục rà soát nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8. Ngày 22 tháng 8, đoàn khảo sát của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có cuộc khảo sát đánh giá tình hình hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn huyện Mường La. Từ năm 2013 đến nay, huyện Mường La đã xây dựng 8 cụm dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các cụm dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, được trang bị phương tiện, dụng cụ để thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn, tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định cho 500 thành viên đội phòng cháy chữa cháy dân phòng, thành lập và duy trì hoạt động 206 đội dân phòng với 2.635 thành viên. Các đội phòng cháy chữa cháy dân phòng thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương trong việc tổ chức tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trên cơ sở khảo sát, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Mường La cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường công tác quản lý nhà nước và quan tâm xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở, lực lượng dân phòng, chủ động xây dựng và tổ chức tốt các phương án cũng như điều kiện phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, nhất là những địa bàn trọng điểm. Ngày 22 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8. Tại buổi tiếp công dân có 2 đợt với 5 công dân cư trú tại phường Tô Hiệu và phường Quyết Thắng đề nghị giải quyết phần đất lưu không tại số nhà 24 đường Tô Hiệu để mở đường dân sinh cho nhân dân nhóm 3, tổ 4 phường Tô Hiệu. Không nhất trí với việc thu hồi đất ở của các hộ gia đình để thực hiện dự án khu đô thị Bản Buồn, Bản Mé, phường Triền Cơi. Đối với kiến nghị của các hộ dân tổ 4 phường Tô Hiệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tô Hiệu yêu cầu hộ gia đình xây dựng lấn chiếm đất lưu không trả lại hiện trạng và giao cho Ủy ban Nhân dân phường quản lý, tổ chức họp dân thống nhất mục đích sử dụng và quản lý. Liên quan đến quy hoạch khu đô thị Bản Buồn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho các cơ quan chuyên môn của thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh xem xét điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với quyền lợi của các hộ gia đình cũng như các đơn vị liên quan. Theo CDC Sơn La, tính từ 7 giờ ngày 22 đến 7 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2022, toàn tỉnh Sơn La có 40 ca mắc mới, trong đó thành phố 17 ca, Mộc Châu 11 ca, Mai Sơn 1 ca, Vân Hồ 3 ca, Mường La 4 ca, Phú Yên 3 ca và Sốp Cộp 1 ca. Tổng số ca nhiễm đang điều trị và cách ly là 184, số ca khỏi bệnh là 22. Về tiêm chủng vaccine phòng chống dịch COVID-19 đang tiếp tục tăng dần, cụ thể là người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 4 đạt 76,2%, tăng 1,7% so với ngày 22 tháng 8. Trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 3 đạt 47%, tăng 0,3% so với ngày 22 tháng 8. Trẻ em từ 5 đến dưới 11 tuổi tiêm mũi 2 đạt 63,1%, tăng 0,6% so với ngày 22 tháng 8. Ngày 22 tháng 8, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch huyện Bắc Yên đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Thà Sùa về phát triển du lịch trên địa bàn xã. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo xã Tà Sùa, huyện Bắc Yên và các ngành đã thảo luận tiến độ thực hiện các nội dung, bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc về các vấn đề cần chấn chỉnh trong hoạt động kinh doanh du lịch và các hoạt động liên quan đến phát triển du lịch trên địa bàn. Trong thời gian tới, xã Tà Sùa sẽ tiếp tục gắn phát triển du lịch với xây dựng nông thôn mới và giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mông, giữ gìn phát triển các đồi chè, khôi phục các ngành nghề truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, hình thành các cơ sở sản xuất phục vụ khách tham quan trải nghiệm. Tiếp tục công khai minh bạch việc niêm yết giá dịch vụ du lịch trên địa bàn. Đoàn công tác của huyện cũng đã đi nắm tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh, kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường khu vực trung tâm xã. Tiếp theo là tin bão gần Biển Đông, bão Ma-on. Hồi 7 giờ ngày 23 tháng 8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 122,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 23,8 độ Vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần. Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ và xã Co Tòng, huyện Thuận Châu đã phối hợp với hai nhóm thiện nguyện Nhịp cầu yêu thương và Kết nối trái tim tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh tổ chức trao quà và hỗ trợ xóa nhà tạm tại xã Co Tòng.
nhóm thiện nguyện đã tổ chức bàn giao một nhà cấp 4 có diện tích 24m2 cho hộ nghèo ở bản Co Nhừ và bàn giao mái ấm cho 3 hộ hội viên phụ nữ xã, mỗi mái ấm 20 triệu đồng. Ngoài ra, nhóm thiện nguyện còn tổ chức trao 445 xuất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu cho hộ nghèo của xã Co Tòng. Thực hiện dự án Em Tôi Đi Tìm Con Chữ, nhóm thiện nguyện Nhịp Cầu Yêu Thương và Kết Nối Trái Tim tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh đã trao quà cho 601 học sinh của xã với tổng kinh phí hỗ trợ trên 400 triệu đồng. Đây là những phần quà có ý nghĩa thiết thực giúp bà con vùng cao từng bước khắc phục khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống và giúp các em học sinh ở các bản làng vùng cao Co Tòng còn nhiều khó khăn, vững tin bước vào năm học mới 2022-2023. Thưa quý vị và các bạn, giúp người dân tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã và đang góp phần vào những thành công bước đầu khi triển khai thực hiện đề án 06 ở cơ sở, với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đặt lợi ích của người dân lên trên hết. Đều đặn hàng ngày, sau khi sắp xếp phòng cho khách xong xuôi, anh Hoàng Tuấn Anh, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ cộng đồng ở xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, lại vào phần mềm khai báo lưu trú của Bộ Công an trên hệ thống trực tuyến để thông báo thông tin của khách đến nghỉ tại cơ sở. Chỉ cần vài thao tác trên máy tính là có thể hoàn thành việc thông báo lưu trú cho khách hàng mà không mất thời gian, công sức đến tận cơ quan công an. Từ 2021 thì là bên các cán bộ công an xã Đông Sang thì là đã phổ biến, tuyên truyền và để khai báo lưu trú trên cái cổng thông tin dịch vụ công quốc gia của Bộ Công an. Thì sau khi thực hiện cái khai báo trên cổng dịch vụ công ấy, thì chúng tôi thấy rất là tiện ích. Và cái thứ nhất đấy là cái thời gian, nó thao tác rất là nhanh và trực tiếp gửi đến các anh công an quản lý khu vực. Cái thứ hai đấy là không mất phí, giống như cái phần mềm VNPT thì chúng tôi hàng năm không mất bất kỳ một khoản phí nào cả. Triển khai đề án 06, Công an huyện Mộc Châu đã kịp thời triển khai, trọng tâm là thực hiện công tác làm sạch dữ liệu dân cư, tổ chức cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử, vận hành khai thác hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác của ngành và công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp. Thực hiện tốt đề án 06, được triển khai tốt trên địa bàn huyện, thì chúng tôi, lực lượng Công an huyện Mộc Châu đang thực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cũng như phối hợp với đảng ủy, cũng như chính quyền địa phương, các xã, các bản, tiểu khu tuyên truyền cái tiện ích về cái dịch vụ công trực tuyến cho đến toàn bộ trên người dân trên địa bàn toàn huyện hiểu và để cho nhân dân dần dần tiếp cận và đăng ký sử dụng cái dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống. Tính đến nay, toàn huyện đã thu nhận tổng số gần 90.000 hồ sơ cấp căn cước công dân, nhận và trả trên 81.000 thẻ căn cước công dân, thông báo số định danh cá nhân cho 100% công dân chưa được cấp căn cước công dân. Đặc biệt, việc số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến thông tin giấy tờ cá nhân đã dần được người dân tiếp cận và sử dụng. Trong đó, dịch vụ thông báo lưu trú trực tuyến đã được thực hiện đạt tỷ lệ 100%. Dù còn nhiều khó khăn vướng mắc bất cập, nhưng bằng quyết tâm cao, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, lãnh đạo công an huyện đã và đang triển khai thực hiện đề án 06 trên địa bàn, vận hành thành công 7 trên 8 dịch vụ công được giao chủ trì, phục vụ thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính phủ số, công dân số, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Thời tiết toàn tỉnh Sơn La, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông, rải rác, ngày có mưa và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ các huyện và thành phố trong tỉnh. Thành phố Sơn La 22-31 độ. Thuận Châu 23-32 độ. Quỳnh Nhai 23-32 độ, Mường La 25-35 độ, Mai Sơn 22-31 độ, Sông Mã 24-33 độ, Sóc Cộp 24-33 độ, Bắc Yên 22-31 độ, Phú Yên 24-34 độ, Yên Châu 23-34 độ, Mộc Châu 20-30 độ, Vân Hồ 20-30 độ.